Xin chào quý vị trong chương trình Trực diện TV. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2023, là Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Ngày vui của chị em phụ nữ bởi vì được chúc tụng, được ca ngợi và được tặng hoa, tặng quà rất là nhiều trong cái ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái người phụ nữ cũng rất là nổi tiếng và đình đám trong cái thời gian vừa qua, và cái người này cũng nằm trong cái giới showbiz. Thì có lẽ là người đó thì lại rất là buồn bởi vì vừa bị cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan công an, đã bắt giữ, khởi tố. Và cái bản tin này có thể nói là tràn ngập ở trên báo chí, không chỉ là ở trong nước không, mà ngay cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cụ thể là ở tại Mỹ, cũng rất là chú ý đến cái nhân vật này. Cụ thể đó, cái người mà trong cái giới showbiz rất là đình đám, thường được mệnh danh rằng là nữ hoàng nội y, mang tên là Ngọc Trinh. Và cái người này đã bị khởi tố, bị bắt giam về một cái tội là gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi vì đã có những hành vi là coi như là sau khi mà thả hai cái tay lái mô tô ra và quay nhiều cái video clip và tung lên trên mạng xã hội. Thì Ngọc Trinh là một nữ hoàng nội y, một người rất là đình đám, tạo ra khá nhiều các cái scandal ở trong cái giới showbiz. Thì ở trong Việt Nam thì rất là chú ý với cái Ngọc Trinh là không nói rồi. Nhưng mà ở tại Mỹ thì trước kia thì Ngọc Trinh cũng được biết tới bởi vì có liên quan tới ông Hoàng Kiều, một cái ông tỷ phú mà gốc Việt ở tại Mỹ. Rồi sau đó thì nhiều, quá nhiều báo chí, quá nhiều dư luận khi đó thì đánh giá khen chê rất là đủ điều. Nhưng mà Ngọc Trinh thì cũng chỉ có ở Mỹ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Sau đó thì trở về Việt Nam và được cho rằng cái người rất là thành đạt trong cái vấn đề mà tạo ra những cái tiếng tăm và cũng như là tạo ra những cái thu nhập cho mình rất là nhiều. Thì liên quan tới cái vụ việc này thì cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố, bắt giam cái người phụ nữ tên thật của Ngọc Trinh là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê ở Trà Vinh. Và như vậy đó thì bây giờ thì trong cái lệnh bắt của cơ quan công an là thực hiện cái lệnh tạm giam Ngọc Trinh trong cái thời gian 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023. Nghĩa là trước một ngày đối với cái Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Và cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành coi như là khám xét cái chỗ ở, bắt tạm giam luôn là Trần Xuân Đông. Trần Xuân Đông là một cái người gọi là người dạy cho nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cách lái mô tô, và về cái tội gọi là sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Thì cả hai người này, một người thầy là dạy lái mô tô và cái người mà học trò lái mô tô là Ngọc Trinh, đều bị khởi tố về cái tội gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó thì sau cơ quan công an người ta truy tìm ra và xác minh được là cái chiếc xe mô tô mà Ngọc Trinh lái, mà coi như là ông thầy mang tên là Trần Xuân Đông mà sử dụng đó, thì cũng không có cái giấy tờ gì cả. Mà những cái giấy tờ đó là những giấy tờ giả. Như vậy thì phải bị thêm cái tội như vậy nữa. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái vụ án này là cái vụ án mà sau khi mà báo chí đăng tin thì có nhiều người họ cũng bênh vực, có những người họ chê trách, và bây giờ nó tạo ra cái sự chú ý rất là lớn ở trong dư luận. Thì chúng ta thấy rằng việc mà khởi tố hay là bắt giam Ngọc Trinh như vậy có quá đáng hay không? Nó có đúng với cái luật pháp của Việt Nam hay không? Và nó có cần thiết hay không? Và có đáp ứng được cái coi như là cái mong mỏi, hay nói đúng hơn là nhiều người mà họ tôn trọng pháp luật, họ muốn rằng xây dựng một những nước pháp quyền, thì cái việc mà Ngọc Trinh phải bị trả giá bởi vì những cái hành vi mà bị nhiều người đánh giá rằng rất là ngông cuồng, rất là khờ dại và phải nói rằng vô cùng xem thường pháp luật, hay gọi là dốt pháp luật đó, thì chúng ta thấy rằng hiện giờ thì sau khi mà bị bắt á, thì chúng ta thấy cơ quan công an cho biết rằng là nữ hoàng nội y Ngọc Trinh không có cái giấy phép lái xe mô tô hạng A2. A2 là cái loại để dành cho cái lái xe mô tô. Nhưng mà vào ngày 6 tháng 10 năm 2023 thì Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô cái biển số là 59A3
11588 để mà chạy vào cái bảng nhãn hiệu là BMW và dung tích xi lanh là 999 cm khối và lưu thông biểu diễn trên cái đoạn đường gọi là D15 thuộc khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, thành phố coi như là thành phố Thủ Đức đó, cụ thể là ở tại Tăng Nhân Phú B. Và với những cái động tác lái xe rất là nguy hiểm, rồi tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe và cho quay video, và các cái video này sau đó đã biên tập lại rồi đăng tải trên mạng xã hội và gây ra một cái sự chú ý, một sự bất bình rất là lớn của dư luận. Thì được biết rằng có quá nhiều những người xem, có quá nhiều người xem cho nên là thành ra nó bị phát tán và nó bị coi như là bị cái tính chất ảnh hưởng của những cái video này đó, người ta tính rằng có 5 cái video như vậy. Cho nên là cái sự ảnh hưởng nó là nhất định. Thì cái việc mà Ngọc Trinh lái xe rất là nguy hiểm như vậy và cũng đã bị chấn thương, và đến nỗi là cơ quan công an khi mà họ mời làm việc thì chính Ngọc Trinh đã trả lời cơ quan công an rằng là không thể đến làm việc được. Và phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và công an thành phố Thủ Đức đã phân công các cán bộ trực tiếp để mà đến trao đổi với Ngọc Trinh. Và tại cái buổi làm việc đó thì Ngọc Trinh hứa rằng là sẽ coi như là khắc phục, hay nói đúng hơn là sẽ thừa nhận, coi như thừa nhận các hành vi sai trái, và lực lượng công an đã lập biên bản và phạt Ngọc Trinh với các cái lỗi. Chúng ta thấy là những cái lỗi như là điều khiển phương tiện che lấp biển số, rồi không có giấy đăng ký xe, rồi không có giấy phép lái xe đối với cái đoạn clip mà tại cái cầu Ba Son, và các cái lỗi nằm trên yên xe điều khiển xe và không có cái giấy phép lái xe, rồi cảnh sát giao thông tạm giữ 2 cái mô tô. Và theo quy định thì đến cái ngày mà ra quyết định xử phạt, Ngọc Trinh phải đóng phạt mới có thể nhận lại cái xe này. Và với các cái lỗi vi phạm thì Ngọc Trinh phải chịu phạt là 17.250.000 đồng. Cái người thị phạm, tức là cái người mà dạy Ngọc Trinh đó, thì cũng bị lập biên bản và xử phạt hình phạt hành chính. Thì trước đó chúng ta thấy là ngày 8 tháng 10 năm 2023 thì mạng xã hội đã đăng tải một cái đoạn clip nói về Ngọc Trinh đã lái cái mô tô tại cái khu vực gọi là hầm Thủ Thiêm. Và người này, tức là Ngọc Trinh, đã thực hiện cái động tác rất là nguy hiểm, như là ngồi hai chân dang sang một bên, rồi thậm chí là dang cả hai tay ra khi mà xe chạy cái tốc độ cao. Và hành vi này có thể gây nguy hiểm cho cái giao thông. Và chúng ta thấy là báo chí thì cũng có đăng tải rất là nhiều các hình ảnh. Đây, đó là hình ảnh là đó, một người phụ nữ ngồi cong người lên, rồi coi như là buông, đưa hai cái chân lên trên luôn, không có, rồi đứng một bên như thế này, và dang tay ra, rồi có lúc còn buông tay nữa. Và những hành vi như vậy đó là bị cho rằng rất là nguy hiểm và xem thường luật lệ giao thông, trong khi cái bản thân mình là chưa có bằng lái, cái xe thì không có giấy tờ, rồi lại quay và đi tuyên truyền trên mạng xã hội như vậy. Và đối với một cái người phụ nữ, hay đúng hơn một cái người trong giới showbiz mà được rất là nhiều người mà người ta theo dõi và có tầm ảnh hưởng rất là lớn, cho nên cái hành vi mà ngang nhiên, công nhiên, cái hành vi mà coi như là thể hiện một cái cách rất là rõ ràng là muốn làm gì làm. Thậm chí là có những cái hình ảnh, đây là những cái hình ảnh mà Ngọc Trinh bị thương đây, cũng có báo chí người ta cũng đăng rất là rõ rằng những cái ngày mà bị thương phải nằm băng bó như thế này. Rồi bởi vì công người nằm trong cái xe mô tô, cái xe mô tô này gần một, coi như 1.000 phân khối, là kinh hồn lắm, rất là nặng. Và bây giờ đó thì cái người mà có cái sự ảnh hưởng rất là lớn và phát tán ở trên mạng xã hội nữa, hàng trăm ngàn người xem hoặc là cả triệu người xem, thì nếu như mà không có một sự chế tài, không có một sự lý, thì rõ ràng nó sẽ là một cái sự tuyên truyền không có tốt, hay nói đúng hơn là đưa ra một cái thông điệp sai lệch để mà cho cái giới trẻ hay là những người hâm mộ, để người ta tưởng là cái hành vi đó là anh hùng, hành vi đó là hành vi cần làm, còn thì đáng hoan nghênh, hay là cái hành vi đó chả sai pháp luật gì cả. Nhưng mà bây giờ thì thấy nó rất là rõ ràng rồi, xem thường pháp luật và tạo ra một cái làn sóng mà theo dõi, nó gây mất trật tự ở xã hội nữa. Và chẳng những là gây ra cái
cái tai nạn cho bản thân mình mà cũng có thể là có nguy cơ gây tai nạn cho người khác nữa. Và sau khi mà Ngọc Trinh bị như thế đó thì nhiều người đề nghị rằng nên cấm sóng, tức nghĩa là cấm đối với những người nổi tiếng mà có những hành vi không chuẩn mực đó, có luật lệ quy định rất là rõ ràng rồi. Cái quy chuẩn đạo đức, hành nghề, đạo đức, nghề nghiệp gì các thứ. Và cái việc như vậy không có làm gương cho cái giới trẻ. Và cũng có những cái ý kiến nói rằng là Ngọc Trinh bây giờ là bước sang cái tuổi ba mươi mấy rồi, có lẽ là ở phía bên kia của cái triền dốc rồi và bắt đầu sự nghiệp đi xuống. Cho nên thì thường hay muốn tạo ra những cái scandal và tạo ra những cái sự chú ý. Do đó thì muốn làm một cái điều gì đó và tung lên trên mạng xã hội. Nhưng mà làm video clip, làm YouTube nhưng mà lại không hiểu về pháp luật, xem thường pháp luật và cứ nghĩ rằng mình là cái người nổi tiếng có thể là quen biết rất là nhiều. Rồi nghĩ mình có tiền nữa, thường hay quảng cáo, thường hay đi lên trên mạng xã hội và nói về cái việc mà mua những cái hàng hiệu, món này, món kia, món nọ. Nhưng mà cuối cùng thì chính bản thân của mình thì bây giờ đang đứng trước, coi như là đứng trước mấy cái bức tường ở trong cái tù, trại tạm giam và chuẩn bị ra phiên tòa. Và bây giờ thì có nhiều người đặt ra cái vấn đề là cái việc khởi tố này nó có đúng hay không, và khởi tố như vậy thì có nặng hay không. Thì chúng ta đi vào để mà xem một chút về cái tội mà gọi là cái tội gây rối trật tự công cộng theo như quy định của luật pháp. Thì tội gây rối trật tự công cộng đó là tại cái điều 318, trong đó thì họ nói rằng người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Thì trong cái trường hợp này rõ ràng rằng coi như là Ngọc Trinh cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính và đã bị phạt cái số tiền lên tới 17.250.000 đồng. Và cái khoản 2 đó là khoản mà gọi là phạm tội trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Có dùng vũ khí, dùng hung khí, tất cả mọi thứ. Thì trong báo chí đăng ngày hôm nay thì không thấy nói về cơ quan cảnh sát điều tra họ khởi tố vào cái khoản nào. Tuy nhiên thì những người mà họ đọc luật đó thì họ nói rằng nếu như mà khởi tố ở khoản 1 đó thì nó còn là cái điều có phúc, có thể nói rằng cũng còn nhẹ cho Ngọc Trinh, là có điều đáng mừng cho Ngọc Trinh. Chứ còn nếu như cơ quan công an hay là cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật mà người ta khởi tố vào cái khoản 2 đó thì chắc chắn là rất là nặng, bởi vì cái khởi điểm của cái khoản 1 nó rất là thấp. Có thể nói rằng nhiều khi cải tạo không giam giữ cũng được, nhiều khi người ta xử bằng phạt tiền cũng được, hoặc là nặng lắm đó thì cũng phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm thôi. Cho nên là nó không phải là một cái vấn đề gì quá nặng. Trong khi đó ở cái khoản 2 là cái khoản mà khởi điểm của nó đã 2 năm và đang nặng nhất là lên tới 7 năm. Thì cái khoản 2 thì người ta có khả năng để mà khởi tố Ngọc Trinh hay không? Thì rất có thể là có, bởi vì trong cái trường hợp này người ta tính rằng có tổ chức. Có tổ chức là sao? Để cho Ngọc Trinh mà chạy ở trên đường như vậy. Và để cho Ngọc Trinh mà sử dụng một cái xe không phải là của mình như vậy, tức là phải có cái người, đây là cụ thể là cái người dẫn lái, cái người tập lái, cái người thầy, và cái người đó lại giao một cái xe cho của mình, một cái xe mà lẽ ra đòi hỏi phải có cái bằng lái hẳn hồi, cái bằng lái đúng theo cái loại xe đó, nhưng mà biết chắc là cái người đó không có cái bằng lái, bởi vì người mình dạy người ta để mà thi bằng lái là làm sao mình chắc chắn là mình biết không có rồi. Và mình lại làm cái người đó đó đưa cái xe cho người ta mà không có đội nón bảo hiểm, rồi cũng không có ngồi đúng những cái tư thế mà để đảm bảo điều khiển xe cho nó an toàn, và lại có cái việc mà quay phim, cái việc mà sắp xếp biên tập và sau đó thì chỉnh sửa để mà đưa lên cái video clip để mà phát tán lên trên mạng xã hội. Thì chính vì những cái hàng loạt những cái điều đó, người ta xác định rằng trong cái việc sai phạm của Ngọc Trinh là có tổ chức. Và một khi có tổ chức thì rõ ràng là trong cái trường hợp này là một cái ông Đông, ông thầy Đông nào đó, và ngay cả Ngọc Trinh sẽ bị khởi tố vào khoản 2. Nghĩa là sao?
Có nhiều người nói Ngọc Trinh có lẽ là đi vào trong tù, bây giờ thì người ta khởi tố để mà răn đe như vậy thôi, sau đó có khi cũng xử phạt tiền hoặc là xử phạt ở trong tù vài ba tháng, sau đó thì trở ra. Thì đó, nếu mà đúng như vậy thì cái đó là điều may mắn, nhưng mà theo như chúng tôi nhận định đó, thì rất là khó mà án của Ngọc Trinh có thể là bị cả năm hoặc là nhiều hơn. Và nếu mà nó đúng như vậy thì nó hoàn toàn đủ sức răn đe, làm cho những cái giới trẻ đó họ hiểu về một cái thông điệp rất là rõ ràng là luật pháp của Việt Nam như thế nào. Đối với phương tiện công cộng, mặc dù là ngay cả một cái đường vắng đi nữa, nhưng mà đường đó vẫn là cái đường công cộng. Đường đó mình không có được phép để mà điều khiển nó mất an toàn hoặc là vi phạm luật lệ giao thông. Và trong cái trường hợp này đó thì nó lại đưa lên mạng xã hội, chính vì đưa lên mạng xã hội nó tạo ra có sự chú ý, và người ta nói là gây rối trật tự công cộng là bởi vì cái việc đó, cái việc mà đưa lên mạng xã hội rồi cái việc mà tại hiện trường nữa. Thì bây giờ thì có lẽ rằng đó trong những ngày tới cũng sẽ có thêm những cái thông tin làm khen chê, có những người họ bênh vực của Ngọc Trinh, có người thì chúng tôi đọc được khá nhiều các cái phản hồi, có những cái ý kiến nói rằng ủa như vậy thì có cái gì đâu, răn đe một chút thôi hoặc là xử phạt tiền thôi, trời ơi như vậy cũng bị bắt nữa sao, rồi xử như vậy nặng quá có đáng đâu, bao nhiêu chuyện khác còn dữ dội hơn mà nhiều khi là còn chưa có làm tới nơi, rồi họ so sánh chuyện này chuyện kia. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người mà họ không thích Ngọc Trinh thì cũng có, họ cũng nói rằng cái việc này là cần phải làm, rồi họ đổ thừa nào làm vì cầm chơi ngông, vì cà chớn, vì làm phách gì đó, đủ thứ chuyện hết. Còn đối với chúng ta thì chúng ta không có nói về những cái chi tiết râu ria, chúng ta chỉ nói là căn cứ theo pháp luật, thì pháp luật như vậy là người ta khởi tố hoặc là người ta tiến hành bắt giam, cụ thể ở đây là cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, người ta bắt giam, người ta khởi tố như vậy thì có đúng pháp luật hay không, thì chúng tôi thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp và là cần thiết. Cần thiết, người càng nổi tiếng chừng nào càng phải có những cái hành xử đó cho nó chuẩn mực, bởi vì mình làm cái người được nhiều người đó người ta theo dõi, nhất là cái giới trẻ có khi là nó gọi là fan cuồng fan cứng gì đó, thì nhiều khi người ta hay học theo những cái cách của mình, mà một khi mình đưa ra những cái thông điệp bậy bạ, mình có những hành xử xem từ pháp luật, mình cũng có thể là bị giới trẻ nó học hỏi theo, cho nên là cái điều đó cần phải có những sự chỉnh, cần có những cái sự can thiệp và cần phải có những cái sự trừng phạt. Cho nên là trong cái trường hợp này là chúng tôi thấy hoàn toàn phù hợp thôi, và chúng ta sẽ tiếp tục để mà chờ đợi trong thời gian tới. Thì sau khi mà điều tra mở rộng, có người thì nói rằng là điều tra mở rộng có làm thêm vấn đề gì nữa hay không, thì đến thời điểm này chúng tôi chỉ thấy rằng cơ quan cảnh sát điều tra họ chỉ khởi tố về hai cái tội danh, trong đó riêng Ngọc Trinh thì chỉ có một tội thôi, là điều 318 Bộ luật hình sự. Còn những cái tội khác hay là những hành vi sai trái khác, có trốn thuế, có sai trái gì, có làm ăn lem nhem, có vấn đề gây quỹ gây quéo hay làm cái gì khác, là cái chuyện đó chúng ta không có nói ở đây, hoặc là buôn bán làm ăn gì đó, hợp đồng hợp điếc gì, tất cả mọi thứ chúng ta không có nói, chúng ta chỉ nói về cái vấn đề này. Và chúng ta chờ đợi xem thử coi thời gian tới thì sau khi mà kết luận điều tra thì cái nội dung cụ thể là ra làm sao, và cơ quan pháp luật họ dựa thêm những cái cơ sở nào khác nữa để mà buộc tội các cái bị cáo. Còn hôm nay thì tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị phụ nữ một ngày 20 tháng 11 thật là tràn đầy, coi như là niềm vui và khỏe mạnh. Xin kính chào.